Ok, hello anh em ơi, trở lại channel của mình. Mình đang đây. Ngày hôm nay sẽ là clip ngắn anh em nhé. Mình sẽ nói về một chút về bản cập nhật 10.10 của D23. Rồi, thì đây chúng ta sẽ vào giao diện của game. Phần thị trường chuyển nhượng thì chỉ số cầu thủ thì cũng không thay đổi quá nhiều anh em nhé. Phần top class thì vẫn ở kia. Đó, còn đây là phần scout. Khuôn mặt của các huấn luyện viên thì đã được thay đổi và chăm chút khá là nhiều. Một ông thì ký giấy, ký hợp đồng anh em. Một ông thì gọi điện. Còn phần Legendary kia thì ghép cả hai ông vào luôn. Đó, thì đây là phần Scout anh em nhé. Và phần Agent thì cũng thế thôi. Phần Agent thì có một ông khoanh tay, một ông thì trầm tư suy nghĩ, và một ông thì gọi điện, giống kiểu gọi điện thoại trực tiếp ký hợp đồng luôn anh em ạ. Rồi, thì Team Rating và phần Manager thì vẫn thế thôi. Và phần thay đổi lớn nhất trong phiên bản này là chúng ta sẽ không thể nào mà phục hồi được thể lực của từng cầu thủ nữa anh em nhé. Nhà phát hành đã chặn, đã không cho chúng ta có thể phục hồi được thể lực của từng cầu thủ một. Như là Weston McKennie, chúng ta sẽ phải mất 4 vàng để phục hồi cái thể lực cầu thủ này. Nhưng mà mình bấm rất là nhiều lần thì mình tưởng là máy của mình đã đơ rồi cơ. Nhưng mà hóa ra đó là tính năng mới của nhà phát hành. Đó, các cầu thủ này mình không thể nào phục hồi được thể lực. Nó 4 vàng thì mình cũng không nhấp vào được anh em. Và chúng ta chỉ có thể phục hồi thể lực bằng phần Physius này thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ mất 50 vàng, 100 vàng và 250 vàng để phục hồi thể lực của các cầu thủ, phục hồi cả một đội hình luôn. Nhưng mà số vàng để phục hồi thì nó rất là chát. 50 vàng, 100 vàng cơ. Đó, còn đây là phần nâng cấp cầu thủ. Nhìn mấy ông huấn luyện viên giống như là mấy ông đang ăn mừng em ạ. Một ông thì ăn mừng giơ tay như là Oscar. Một ông thì nghe điện thoại. Còn một ông thì rắc muối như là thánh rắc muối Serge Gnabry vậy. Đó, chúng ta có khá nhiều sự thay đổi ở trong phiên bản mới 10.10 này. Thực ra là đó là một số những thay đổi gọi là nhỏ thôi, chứ nó cũng không thay đổi như kiểu là giảm chỉ số hay là tăng chỉ số cầu thủ giống như bản 9.10 năm ngoái. Rồi, thì đó là cơ bản về phiên bản 10.10 của D23 này. Thì chúng ta sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip khác nha anh em.